Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, em xin chào anh Linh. Em chào chị Cát Tường và toàn thể khán giả. Chúng ta giới thiệu về mình đi. Dạ. Em là Nguyễn Tiến Ngọc, em sinh năm 1984. Em hiện tại đang là nhân viên xuất nhập khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê ở đâu? Dạ, em đến từ Hà Tĩnh. Mời bạn nữ. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Chào chị Cát Tường. Chào chú Nguyễn Linh ạ. Dạ, chào chú. Dạ, em tên là Lê Thị Lan Anh ạ. Đến từ quê núi Thái Bình. Năm nay em 25 tuổi ạ. Hiện đang làm ở công ty về lĩnh vực quảng cáo của Nhật ạ. À, tình sử mình có mối tình nào chưa? Dạ, có 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình? Dạ. Rồi, mối tình cuối cùng là bao lâu rồi? Mối tình cuối cùng cái đây hơn năm ạ. Mình có rút ra được gì sau mối tình đó không? Mình có... Nói chung là nhiều lắm chị. Không quen trai mà gia trưởng, độc đoán, vô khô. Mà nhất là đi mà cứ liếc gái, lăng nhăng là bỏ. Bạn trai. Dạ. Có liếc gái, có vũ phu, dạ, có lăng nhăng, bỏ. Mình đó là sao? Bạn dạ. Bên đây ngồi đâu ngồi đó, nhìn đâu nhìn một chỗ. Dạ. Không thay đổi. Dạ, những cái điều mà bạn nữ nói là em không có. Đúng rồi, tôi nhìn thấy là bạn nữ được như vậy là dạ. Rất là thật thà ha. Dạ vâng. Mấy mối tình rồi? Dạ em 2 mối tình nhưng mà chính thức là 1 mối tình. Là có đặt ra một cái chuẩn mẫu người bạn trai mình muốn tìm là người như thế nào không? Dạ em thì không có chuẩn nhiều. Bạn trai thì cao 1m6, 1m65 trở lên là được ạ. Ừ. Khỏe mạnh. Đẹp trai tí thì càng tốt. Mà bạn trai bên kia có hiền không ạ? Hiền, nó hiền lắm. Hiền em quá hiền em ơi. Nhưng mà đẹp trai là đẹp quá là sao? Luôn. Mỗi người có một cái khái niệm về cái đẹp khác nhau. Dạ, nhìn khuôn mặt thì cũng dễ nhìn. Đừng có già quá như chú Quyền Linh thì được ạ. Đây 32 tuổi đúng không? Dạ. Chú bằng tuổi chú út nhà con nên là con thấy chú đẹp trai thì có nhưng mà không hợp với con. Chú hợp với con, chú ngồi ghế này rồi. So chú với bạn trai con sao được? Hay da, bỏ chú Huyền Linh qua bên đi, mình bỏ tính bạn trai nè, đúng rồi. Già nó kéo chú vô hoài chứ. Không có thích cái gì ở bạn trai không? Dạ, cờ bạc, hút thuốc, rượu chè. Dạ không có, em không có anh ạ. Không có đúng không? Dạ. Thôi được rồi. Cờ bạc, hút thuốc, rượu chè, không có. Con nói sao cho bạn trai tại vui, bạn đang ngồi buồn hiu à. Em chào chị ạ. Ủa sao chào mà không có cảm xúc gì vậy? Buồn, đang buồn. Dạ tại vì tâm trạng em hơi căng thẳng, không có gì. Trời ơi, nhìn mình cái là mình căng thẳng theo luôn á trời. Mình có đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình là người như thế nào? Cao từ 1m54 trở lên được rồi chị. 1m54 trở lên. Dạ. Em có 53 à anh ơi? Có một phần nhỏ nhỏ. Nhỏ con lắm. Không có thích cái điều gì á? Em không thích người phụ nữ là tính nhiều chuyện. Thứ hai nữa là hay cái phán xét so đo chị. Dạ. Rồi, nếu mà được thì khi nào mình tiến tới? Dạ năm sau chị ạ. Năm sau? Dạ. Mình chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Dạ vâng. Em cũng đang làm nhà và cũng đang chuẩn bị. Dạ. Nãy giờ mình qua đây bạn ấy không biến đổi sắc mặt luôn á. Một cái gương mặt duy nhất cười, mà. Cười với tôi nụ cười thiện cảm. Tôi về tôi nói tốt cho nè. Cười 2, 3. Trời ơi, không cười. Giống như là ổng hâm dọa mình vậy đó. Đừng có chọc đàn trai của tôi. Đàn trai tôi hiền hậu nhút nhát mà. Nó cười vậy là được rồi đó. Nó buồn luôn trời ơi. Tại sắc mặt vậy. Tại sắc mặt nó vậy rồi mà. Dạ. Trong tinh thần của anh thấy vui không? Dạ. Tinh thần thấy vui được rồi. Để qua coi con cháu bên này thấy sao mà nó. Bên này vui. Vui không? Vui. Chào con chú. Giờ anh bên đây anh hơi hiền lắm á. Dạ hiền cũng được ạ, con thấy bắt nạt. Hiền con thích không? Dạ thích. Hiền để con dễ bắt nạt. Con có tật xấu gì khai với anh luôn đi. Tật xấu thì con nhiều lắm. Nhiều lắm, sao khai một số cái của anh có thể chịu nổi không? Dạ ham ăn, ham chơi, ham vui ạ. Còn gì nữa con? Dạ lâu lâu thì làm biếng. Thức trễ thì được nhưng mà ngồi dậy sớm thì không được ạ. Còn gì nữa không? Cứ tạm vậy thôi. Nhiều đó cũng mệt không rồi. Ham chơi, ham ăn, làm biếng, được không? Dạ được anh. Trời ơi. Vậy ổn rồi ha. Được nhưng mà có điều kiện về em sẽ cảm hóa dần dần. Đúng rồi, sẽ cảm hóa. Đó, cái câu này là hay nè. Không. Để điều chỉnh dần. Câu này bắt tay em ha. Cái gương mặt của anh này cảm hóa được. Bây giờ mình tham khảo ý kiến người thân rồi ha. Dạ. Và đi với ai? Dạ em đi với sếp em gái ạ. À, có sếp, có sếp được rồi. Dạ. Nghe ý kiến sếp coi sếp. Sao. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả mọi người. Thì trên vai trò là sếp thôi chứ thật ra em là bạn của Ngọc, từ hai anh em từ thuở chăn châu cách cỏ cơ.
rồi là cũng là bà con họ hàng đó, nên quan hệ thì cũng rất là hiểu cái tính cách cùng những cái suy nghĩ của Ngọc thôi. Ngọc là một người rất lãng mạn, là gọi là tay MC của công ty khi mà công ty có cả cái team building gì đó. Trời nhưng ơi, mà... MC mặt đẹp mặt không, nhưng mà cảm quá. Nhưng mà cái vấn đề của Ngọc thế này, đối với những người thân quen thì rất là hòa đồng vui vẻ. Còn những tiếp xúc ban đầu có thể tính chất công việc của Ngọc thôi. Là một nhân viên xuất nhập khẩu thì cần cái sự tập trung nhiều về cái vấn đề độ chính xác cho tới cái khâu về hàng hóa mọi cái, nên là Ngọc hơi rụt rè. Nếu thực sự em tìm kiếm một mẫu người đàn ông cho gia đình đó, thì trong mắt anh, nếu anh là một cô gái, anh sẽ tìm những người đàn ông như Ngọc. Cái vấn đề là một người đàn ông người ta biết quán xuyến tất cả các công việc trong gia đình, từ miếng cơm manh áo, lo cho gia đình hai bên, lo cho em bước tất cả mọi cái. Thì câu của anh chốt là bấm nút đi em và hãy tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn ý kiến của anh, em rất vui nhưng em hơi rung, em không cười được. Dạ. Mình có đi với người thân mình không em? Dạ em có đi với cả chị đồng nghiệp và hai đứa em ạ. Vâng. Chào em. Con chào chú Huyền Linh, chị Cát Tường và mọi người ạ. Chào con. Thế anh thì nghiêm túc nhưng mà... Nhưng cái gì? Dạ em cũng mong là nếu mà anh chị đến với nhau thì anh cũng nghiêm túc với tình cảm với chị. Ồ, anh rất nghiêm túc. Cảm ơn em. Dạ. Khoan, trước mắt trước khi mà hai người gặp mặt, tôi muốn thử cái này cái. Hồi nãy tôi bất ngờ khi nghe sếp của anh nói là anh Ngọc làm MC, MC của cơ quan đúng không? Dạ, ở công ty thì mỗi lần gặp gỡ thì em luôn luôn những người nói nhiều nhất và cũng có thể nói là gần như là MC. Dạ. Bây giờ thử cái đi, coi như bữa nay công ty họp mặt nè, sếp có sếp nè, có Huyền Linh Cát Tường, anh giới thiệu vậy thôi. Chào đón quý vị quan khách tới là buổi lễ gì đó. Sau hôm nay giới thiệu sếp rồi giới thiệu Cát Tường, Huyền Linh đứng về làm cái nó khí thế rồi. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu MC Ngọc, bắt đầu. Dạ, xin người lời chào chân thành nhất tới toàn thể khán giả và các bạn có mặt ở đây hôm nay ạ. Dạ, hôm nay là chương trình tôi muốn hẹn hò. Tôi rất mong là chúng ta sẽ có một buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa. Dạ. Chương trình này có ai, giới thiệu luôn. Dạ. Về phía đoàn đại biểu, chúng tôi xin giới thiệu anh Quyền Linh ạ. Và chị Cát Tường là khách mời danh dự của chương trình ạ. Và toàn thể khán giả đây ạ. Dạ. Căng thẳng thôi, nói chuyện lưu loát mặt vẫn buồn. Hơn nữa em, dạ em không phải nghệ sĩ nên em không phải lúc nào em cũng bùng nổ được. Đúng rồi. Chính ra là anh Ngọc ở chỗ nè, là khi nào người quen anh thoải mái. Dạ. Nhưng bởi mình lạ, hơi căng thẳng thôi chứ bình thường anh cũng dữ dội lắm á. Dữ dội. Thấy cũng dữ lắm à. Dạ, dạ. Rồi, thôi cho hai người gặp nhau đi. Dạ, thoải mái cho Ngọc ha. Dạ. Tài năng có thừa. Dễ thương mà. Nào, bắt đầu. Cô đẹp lanh lắm á nha. Anh tặng em bỏ hoa. Em cảm ơn anh. Anh thấy em thế nào, có giữ không ạ? Nói chung hiện tại chưa phát hiện gì bất thường. Cái bất thường này sao? Cái đùa này nãy giờ giấu nghề đó. Anh làm bên xuất khẩu như vậy thì chắc đi giao tiếp cũng nhiều á. Mà tại sao lại chưa có bạn gái tới bây giờ? Trước giờ cũng lo nghĩ cho sự nghiệp và cũng lo cho em gái á. Rồi anh nhiều lúc anh ngồi mình cũng cứ nghĩ là con trai thì mình cứ từ từ. Thoáng cái thấy 32 tuổi rồi. Mẹ anh là nhà anh là con cả. Anh con cả. Em cũng con cả, cũng phải lo cho gia đình anh. Thì liệu như vậy thì có lo được hai bên đồng đều không ạ? Anh nghĩ là mình sẽ làm một điều đó. Bây giờ mình cảm nhận về ngồi đối diện thế nào, mình nhìn thẳng mắt nhau đừng có nhìn ai hết á. Dạ không, thì thấy anh ấy nghiêm túc thì con cũng nghiêm túc thôi chứ tôi không dám cười. Thoải mái đi, có gì đâu. Ai cũng dám cười, không dám cười. Thôi thôi, cứ thoải mái đi. Ủa mình là mình. Hôm sau anh sẽ cười bù cả buổi cho anh coi. Bây giờ nè, hai bạn cứ nhìn thẳng vào mắt nhau 30 giây. Chúng ta nói hết những cái gì suy nghĩ về mọi người đối diện, về cảm nhận. Xem con tim mình nó có thổn thức chưa nha. Anh nghiêm túc quá à. Cười đi cho em bớt run. Sao mà run được em? Thôi sao buồn anh trị em được rồi đấy. Em bắt đầu cảm hóa anh. Đúng rồi, đang cảm hóa được rồi đấy. Giỏi chứ. Mới nhìn cái quý quá thấy không? Sao mà cảm giác thế nào mà? Tim đập mất bình thường chưa? Đã bình thường lại rồi ạ. Em nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Nói lên những cái suy nghĩ của mình trong lúc này. Nói chung là em hy vọng nếu mà hai đứa mà tiến tới được thì em cần cái sự nghiêm túc trong tình cảm á.
Tại vì con gái thì cũng dễ bị tổn thương. Vậy anh hiểu cái cảm xúc của em cũng giống như nhiều cô gái. Đang trẻ mình mà yêu sai lầm thì mình mất cái tuổi trẻ. Mà bây giờ lớn mình yêu sai lầm mình sẽ mất cái tuổi già. Rồi, mọi người suy nghĩ thật kỹ nha. Trải nghiệm những cảm xúc của mình ngay tại đây. Bây giờ đến giờ phút quan trọng nhất. Quyết định mình có đồng ý tìm hiểu nhau, hẹn hò với nhau, đi cùng nhau trên một con đường hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Bây giờ mới cổ mới là người quyếu nè. Nắm tay đi con. Về nhà nắm đi chú. Về nhà nắm đi chú. Nắm chặt vô anh. Quyết định mình đàn ông mà. Mình phải mạnh mẽ. Mình công khai mạnh mẽ lên. Thôi cảm ơn. Mọi người rất là vui. Xin gửi tặng các bạn những cái vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Còn đây là chiếc thẻ thanh toán quốc tế GCB đến từ Nhật Bản trị giá 1.000.000 đồng. Chúng ta vừa xem phim vừa mua sắm. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng dành cho hai bạn bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Ủa gì vậy? Nhiều mọi người cười như vậy. Dạ, qua đây cho em gửi lời cảm ơn đến anh chị và ban biên tập chương trình và toàn thể khán giả đã cho chúng em một ngày gặp gỡ rất ý nghĩa hôm nay. Chúc cho các bạn hạnh phúc sẽ mau đến sớm. Dạ, em cảm ơn. Chúng tôi sẽ nhận được thiệp mời càng sớm càng tốt. Dạ vâng ạ. Đưa bạn gái đi xem. Dạ, cảm ơn chú.